quyền phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên vào tháng 3 năm 2024. Hải Phòng hướng tới mục tiêu năm 2024 giải quyết việc làm cho gần 58.000 lượt lao động trên địa bàn thành phố. 4 nhóm đối tượng được tuyển thẳng và 3 nhóm đối tượng được cộng điểm ưu tiên vào trung học phổ thông. Đó là những thông tin chính trong bản tin Hải Phòng hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, là dự án quan trọng nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển nhà ở, đáp ứng nhu cầu của người dân. Đến nay, 7 tổ chức và 90 trên 98 hộ dân nằm trong phạm vi dự án khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên đã đồng thuận và bàn giao mặt bằng. Còn 8 hộ dân cuối cùng, chính quyền địa phương đang tích cực tuyên truyền, vận động. Nếu trường hợp cố tình không chấp hành, sẽ tổ chức thu hồi theo quy định của pháp luật vào tháng 3 tới. Dự án khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên có quy mô gồm 10 block nhà chung cư cao 15 tầng, tổng số 4.456 căn hộ. Khu nhà ở thấp tầng với diện tích hơn 13.000 m2, khoảng 163 căn hộ, cùng hệ thống hạ tầng kết nối đồng bộ. Dự án triển khai trên diện tích 16,9 ha, đến nay quận Ngô Quyền đã bàn giao 16,1 ha. Phần diện tích còn lại thuộc 9 hộ dân cuối cùng trên địa bàn phường Máy Chai. Sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, một hộ đã đồng thuận nhận tiền, bàn giao mặt bằng, 8 hộ còn lại chưa đồng thuận. Căn cứ quy định của pháp luật, Ủy ban Nhân dân quận Ngô Quyền đã nhiều lần có văn bản trả lời kiến nghị của từng hộ liên quan tới các nội dung như quy định về cấp đất tái định cư, nguồn gốc đất, công khai vị trí giao đất, giá đất và thời điểm giao tái định cư. Tuy nhiên, 8 hộ vẫn chưa đồng thuận di chuyển, bàn giao mặt bằng. Thời điểm này, trên phần diện tích đã bàn giao, chủ đầu tư đang tập trung nhân lực, máy móc, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ thi công. Hiện Ủy ban Nhân dân quận đã hoàn thiện hồ sơ và được thành phố đồng ý chủ trương dự kiến sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ không đồng thuận vào tháng 3 tới, hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ 16,9 ha đất của dự án, bàn giao cho chủ đầu tư triển khai đồng bộ các hạng mục. Trong bối cảnh thị trường bất động sản nói chung gặp nhiều khó khăn, phân khúc bất động sản công nghiệp vẫn ghi nhận tăng trưởng tích cực. Đây cũng là loại hình bất động sản ít chịu tác động nhất trong giai đoạn thoái trào thị trường nhà đất. Dự báo trong năm 2024, bất động sản công nghiệp sẽ có nhiều triển vọng khi sản xuất phục hồi và tiềm năng lớn từ dòng vốn FDI. Trong thời gian tới, tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp có thể sẽ có sự dao động nhẹ do năm 2024, thị trường bất động sản công nghiệp sẽ tiếp tục đón nhận thêm nguồn cung mới, những dự án trọng điểm tại khu vực phía Nam nói riêng và cả nước nói chung. Dù vậy, nhu cầu đầu tư vào Việt Nam vẫn tăng trưởng tốt, bất động sản công nghiệp sẽ tiếp tục là phân khúc khởi sắc trong nhiều năm nữa. Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất liên ngân hàng đã liên tục tăng mạnh trong 3 phiên đầu tuần trước, với kỳ hạn qua đêm vượt 4% và chạm mức cao nhất trong 9 tháng. Theo chuyên gia, lãi suất liên ngân hàng tăng nhanh và mạnh với kỳ hạn qua đêm còn cao hơn các kỳ hạn 1 tuần đến 3 tháng cho thấy diễn biến này mang tính ngắn hạn. Lãi suất liên ngân hàng sẽ sớm hạ nhiệt trong thời gian tới khi tiền gửi của người dân quay trở lại hệ thống sau kỳ nghỉ Tết và không còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngắn hạn. Các chuyên gia cũng lưu ý, hiện lãi suất tiền gửi trên thị trường 1 đang ở mức thấp trong nhiều năm, chỉ có 1,7% một năm cho kỳ hạn dưới 3 tháng. Điều này cho thấy lượng tiền gửi trong hệ thống nhìn chung vẫn khá dồi dào, tạo dư địa ổn định mặt bằng lãi suất liên ngân hàng trong thời gian tới. Hướng tới mục tiêu năm 2024, giải quyết việc làm cho gần 58.000 lượt người lao động trên địa bàn thành phố, tăng gần 1.000 lượt người so với năm ngoái, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp ngay từ đầu năm. Trong đó yêu cầu Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hải Phòng huy động đông đảo lực lượng cán bộ, nhân viên, trung tâm tham gia công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, bố trí nhân viên tổng đài trực 24 giờ trên một ngày để liên tục tiếp nhận thông tin tuyển dụng từ doanh nghiệp tìm việc của người lao động, tăng cường đăng tải thông tin tuyển dụng hàng ngày trên trang tin điện tử của trung tâm. Cùng với đó, các đơn vị trực thuộc sở tăng cường phối hợp tổ chức các ngày hội việc làm để mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực tư vấn, giới thiệu việc làm, quản lý lao động, từ đó góp phần cập nhật kết nối dữ liệu cung cầu lao động thường xuyên, kịp thời trên địa bàn thành phố, bảo đảm yêu cầu thực tiễn đặt ra. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất. Người lao động thất nghiệp bắt đầu trở lại thị trường lao động tìm kiếm việc làm mới. Đây là tín hiệu tích cực và cho thấy thị trường lao động đang có xu hướng ấm dần lên.
Tuy nhiên, với tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, vẫn cần sự hỗ trợ từ bộ, ngành nhằm giúp các doanh nghiệp giữ vững đà phục hồi. Dù tình hình lao động việc làm sau Tết Nguyên đán khởi sắc, nhưng theo dự báo, năm 2024, kinh tế thế giới và trong nước không dễ đoán định. Vì vậy, thị trường lao động việc làm khả năng còn bấp bênh, chưa thể khả quan hoàn toàn như kỳ vọng. Do đó, các ngành chức năng cần làm tốt hơn nữa công tác dự báo, chuẩn bị nguồn nhân lực và cả kịch bản liên quan đến khả năng người lao động bị mất việc, ồ ạt nhằm có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Bộ Y tế đề xuất sửa đổi bổ sung điều chỉnh một số nội dung của Điều 22 Luật Bảo hiểm Y tế hiện hành với trường hợp người bệnh tự đi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng tuyến. Cụ thể, trong trường hợp người dân khám chữa bệnh trái tuyến cấp cơ bản, bệnh viện tỉnh hạng 2 và hạng 1 không được phân loại tuyến cuối, Bộ Y tế đề xuất hai phương án. Người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được chi trả 60% chi phí nội trú và 40% chi phí ngoại trú, trừ các cơ sở thuộc huyện là 100% nội và ngoại trú. Giữ nguyên theo quy định hiện hành, 100% chi phí điều trị nội trú và không thanh toán chi phí khám chữa bệnh ngoại trú, trừ các cơ sở thuộc huyện là 100% nội và ngoại trú. Bộ Y tế cũng chỉ ra, với phương án đề xuất trên, nhà nước có thể phải giải quyết dư luận xã hội liên quan đến giảm quyền lợi cho người bệnh vượt cấp chuyên môn khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khi giảm tỷ lệ chi trả. Theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 4 nhóm đối tượng được tuyển thẳng và 3 nhóm đối tượng được cộng điểm ưu tiên vào trung học phổ thông. Nhóm được tuyển thẳng gồm học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, học sinh người dân tộc rất ít người, học sinh khuyết tật, học sinh đoạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Nhóm được cộng điểm ưu tiên tuyển sinh lớp 10 gồm nhóm 1, con liệt sĩ, con thương bệnh binh, mất sức lao động 81% trở lên, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con của người hoạt động cách mạng trước và sau ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Nhóm 2, con của anh hùng lực lượng vũ trang, con của anh hùng lao động, con của bà mẹ Việt Nam anh hùng, con thương bệnh binh mất sức lao động dưới 81%. Nhóm 3, người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số, người dân tộc thiểu số, người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Cũng như nhiều di tích thờ Ngô Quyền, những ngày này đang tổ chức nhiều hoạt động tưởng nhớ tri ân nhân kỷ niệm 1086 năm chiến thắng Bạch Đằng và 1080 năm ngày mất của Đức Vương Ngô Quyền. Tại di tích lịch sử cấp quốc gia Miếu Phương Lưu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Đông Hải 1, quận Hải An cũng tổ chức lễ dâng hương tri ân công đức người anh hùng dân tộc Ngô Quyền. Tại lễ dâng hương, các đại biểu và nhân dân đã cùng ôn lại thân thế và sự nghiệp của người anh hùng dân tộc Ngô Quyền, đồng thời thắp những nén tâm hương, bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc, lòng thành kính, biết ơn đối với Đức Vương Ngô Quyền, cầu mong quốc thái dân an, bách gia trăm họ, vạn phúc trường tồn. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Đông Hải 1 nguyện đồng sức, đồng lòng, phát huy tinh thần đại đoàn kết xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Việc tổ chức lễ hội truyền thống nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh là cầu phúc, cầu an, đồng thời mang ý nghĩa về truyền thống dân tộc sâu sắc, trở thành điểm hội tụ, điểm đến của những tấm lòng luôn hướng về cội nguồn, kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp. Từ đó, nâng cao ý thức đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái giữa các gia đình, họ tộc và cộng đồng xã hội. Bản tin của chúng tôi, quý vị có thể xem lại tại địa chỉ website thp.vn hoặc các nền tảng số khác của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.